Đây là những đồng tiền mà Khánh réo tên kiếm được. Việc vợ chồng nhà em Long Chín Ngón, hay còn gọi là, mọi người hay gọi là em Long Phú Quốc hay Long Chín Suối, tôi không để ý. Nhưng mà Khánh thì chưa bao giờ là anh của Long cả. Chỉ là hơn tuổi nó thì nó gọi mình anh, thì mình gọi nó em thôi. Nhưng mà anh em không chung một dòng máu hay cũng không cùng một xã đoàn hay băng đảng gì cả anh em nhá. Còn việc Long Long làm, việc Khánh Khánh làm không quan nhau nhá. Bởi vì là mình cũng quý Long thôi, nhưng mà khi mà động đến cái quả réo tên này, phát miếng ăn phát là Long nó quay ra nó coi mình là đối thủ ngay thì mình không thích. Nói chung là không lấy thấp quá thì không lấy, nhưng mà Long lấy 800 thì thôi, Khánh lấy 500 nhá. Ai cần réo tên thì nhắn tin cho Khánh qua cái dép nào Khánh ghi vào hồ sơ đấy nhá. Số dép nào ghi hồ sơ, ok anh em nhá. Chứ còn không, Khánh không quan trọng vấn đề tiền đâu. Làm chơi chơi cho vui thôi, mà Khánh có để ý tiền mấy đâu mà. Anh em cái người mà bệnh sắp đi rồi thì cũng quan trọng gì tiền nong đâu anh em. Nên là Long nhá, em cứ cố gắng làm việc của em. Anh cũng không có tranh em đá với cơm của em, mà nếu việc em làm, việc anh làm. Uy tín em cao hơn thì em lấy cao hơn, uy tín anh thấp hơn anh làm không ra gì, hoặc là anh kém phân kém phèo anh thua em à. Em tuổi trẻ đánh cao, anh già rồi, anh sao bằng em đâu. Nên là cái việc em lấy bao nhiêu quyền của em, anh lấy bao nhiêu quyền anh nhá. Vì là những người xem anh là người ta quý anh thì anh phải quý lại, anh không thể nào mà anh lấy đắt người ta được. Bởi vì đánh nhất còn phải làm kỷ niệm tặng người ta riêng đấy, chứ chả phải lấy tiền người ta đâu. Bởi vì đấy là toàn những người quý mình, người ta mới nhờ mình đánh nhất phải tặng riêng ấy. Thôi nhá, chào anh em nhá.